Xin chào các bạn, mình tên là Kim Huệ. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Giáng sinh an lành. Các bạn thân mến, vào Giáng sinh thì các bạn được đi đâu? Còn mình thì được đi chơi này, đi nhà sách Tân Việt này, đi trung tâm thương mại, đi ăn, đi dạo phố. Và Giáng sinh, mình được mẹ tặng cho mình một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ xinh. Mình thích lắm đấy các bạn ạ. Còn các bạn thì sao? Vào Giáng sinh các bạn được đi đâu? Hãy kể cho mình nghe nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.